Giờ này quýnh cà cuốc nha anh em, giờ tới bãi nha anh em. Lên được hai em rồi nha. Lên hàng anh em ơi. Đang cắn nè anh em. Con dắt nha anh em. Trời ơi trời, ú là trời. Vậy mà đây con dắt trời. Nè. Trời ơi kìa. Trốn chưa? Kìa. Thả chất gây tê kìa, bắt đầu cắn nè. Kinh khủng chưa rồi đó. Nhiễu nước bọt kìa. Đó, nhiễu nước bọt rồi đó. Da cứng quá anh em, đi kiếm chỗ khác nha. Đó, trời ơi, dài kìa. Kìa, kìa. Dài kinh khủng kìa. Đi về, đi về. Đi về. Đó, mình đi không gớt con nha. Đó, gớt rồi nè. Dư. Kinh khủng chưa? Nằm rồi nè. Đó. Đi đi con. Đi đi con. Đi chỗ khác chơi con. Ok đây. Đi đi ông cố nội. Thấy ghê quá. Lên hàng mấy anh ơi. Gà mái nha. Ông anh tôi giữ lưới chứ gì trời, canh chim chứ gì trời. Chim đâm không hay luôn trời. Lên hàng nha anh em. Tiếp tục lên hàng. Lên con thứ hai nha anh em, con gà mái nha. Hai con mái nha anh em. Gì đâu mà đi mái không anh em. Có tương lai nha anh em. Mái nhỏ xíu à, chân khô gây ăn di cư nha anh em. Rồi sáng nha anh em. Thành quán nay được 3 con gà mái, 5 mỏi nhát, 6, 7 con còi vậy đó anh em ơi. Nói chung là nay gió xây, gió bẻ đủ hướng hết trơn anh em. Cứ cái tiếng đồng hồ cái gió bẻ này, cứ tiếng đồng hồ gió bẻ kia. Thì video của mình đến đây cũng xin tạm kết thúc tại đây nha anh em. Hẹn anh em ở video tiếp theo nha. Còn bây giờ, giờ này thì anh em mình chuẩn bị đi về rồi. Thôi thì mình tạm biệt anh em nha.